169 chào tất cả anh em nha. Mấy ngày nay thì mình bận đi tác chiến để chi tìm hàng về để chia sẻ cho cùng anh em đam mê. Nên mình không có lên clip rừng cho anh em được. Đi chuyến này thì cũng được có mấy cây hàng. Ok, tuyệt vời lắm. Để giờ mình thuần chim ăn uống ổn ok. Rồi mình sẽ lên clip từng em cho anh em thẩm nước chơi. Anh em nào ưng thì đón về chăm sóc để bảo tồn hay là nuôi cảnh nuôi kiển gọt mồi gì đó là tùy ý ở đam mê ở anh em. Đi chuyến này được cũng khá bộn nhiều chim hay và ưng ý nha. Có được một con thổ sấm cực khủng luôn và một con đồng tốc độ quy hổ tuyệt vời. Còn đây thì mình lên hình ảnh sơ lược cho anh em xem. Còn về nước chơi của em nó thì để mình về mình thuần ăn uống chim ổn ok. Rồi mình sẽ quay rõ ngoại hình và lên clip rừng cho anh em thẩm nước chơi từng em. Hết bàn, hết suy nghĩ con chim luôn. Dậm gù, trời ơi cái dàn quy, dàn quy với dàn cơm nè, rồi cái hàng tuyệt phẩm luôn nha anh em, quá trời tuyệt vời con chim anh em ơi, đeo từ hồi dắt 3 giờ mà cho tới 6 giờ, quánh ghét, quánh hai bộ luôn, quánh hai bộ dò đón luôn mới bắt được nó, không biết xui nay sao mà quánh, không nó không đá, nó né dò quá trời, con này né dò quá anh em ơi. Ơi tuyệt vời, chống mớm thành công, chống mớm mà lại được cái hàng quá tuyệt vời luôn. Rồi anh em nào muốn sở hữu một con mồi đẳng cấp để gọt thì alo Q69 liên hệ để nhường cho anh em con này, thì từ cái nước chơi đến bài bản thì khỏi bàn luôn. Anh em vô xem clip anh em sẽ tự thẩm nha. Hết biết con chim nha anh em ơi. Ra bài tại clip luôn nha. Thúc được cái đổ gù, thúc cái đổ gù. Dậm gù, dậm gù, dậm gù. Miết. Cái hàng quá. Cái hàng quá siêu phẩm đẳng cấp của hàng Việt luôn. Còn đây là ngoại hình con đồng. Tốc độ quy hổ tuyệt vời. Để mình về thần chim ăn uống ổn, mình sẽ lên clip nguyên bản và quay rõ ngoại hình em nó lên cho anh em xem và tham khảo. Nên mình chỉ đưa hình ảnh em nó mới vừa thu phục ở rừng lên cho anh em xem qua thôi. Còn về clip rừng thì về để mình thần chim ăn uống ổn ok. Rồi mình sẽ đưa clip rừng nguyên bản thu phục đưa em nó về đội cho anh em xem và thẩm nha. Cái hàng quy hổ nha anh em, tuyệt vời, quy hổ chánh cống cho anh em luôn. Chim mùa thai long nè anh em, coi mùa thai long coi đuôi nè, đuôi cũng lông từ lưa hết nha. Quy hổ luôn, trong mình ôm lông non không nha, chơi tuyệt vời luôn. 6 giờ từ 4 giờ mà đeo tới giờ dắt này là 6 giờ 6 giờ 21 mới đưa em nói về đội. Hết thấy đường luôn rồi. Nè, đèn đường nổi lên luôn rồi nè. 6 giờ 21 mới đưa được về đội nha anh em ơi. Quy hổ. Hết biết con chim mới dằn cùm. Nè coi mặt ra nè, mặt lông ống không nè anh em thấy không? Đuôi nè. Nguyên bộ phận trong mình đang thay ôm lông non không. Mà chơi một cái cực kỳ luôn. Đồ lì, một đồ lì, đồ gù ok luôn. Rồi anh em nào muốn sở hữu này là chánh cống quy hổ luôn nè. Nè
Đó, anh em nào muốn sở hữu cây hàng quy hổ này để về gọt mồi, alo Q69 để đón em nói nha. Quá trời tuyệt vời, cây hàng quy hổ. Quy hổ chỉ mực. Dòng quy đóng ghê không nè, dòng quy nè. Anh em coi dòng quy đóng ghê không? Dòng cơm nè. Rồi còn đây là hình ảnh của em thổ sắm, mình vừa thu phục ở rừng, mình đưa hình ảnh em nó lên cho anh em xem ngoại hình nha, còn về nước chơi và tố chất chim như thế nào để về mình thường ăn uống ổn ok, rồi mình sẽ lên clip của em nó nguyên bản cho anh em xem và thẩm nha anh em ơi. Con này thì quy hổ mà âm thì âm chuẩn sắm, âm cực khủng. Bởi vì chim này là chim nó đủ tuổi rồi nên là âm của nó bung hết, và âm nó rất phê, nó bung hết âm nha, nghe cực phê lắm, chuẩn âm sấm luôn nha cho anh em. Rồi để về mình lên clip của em nó nguyên bản cho anh em xem và anh em sẽ tự thẩm âm giọng của em nó. Ưng thì alo Q69 để đón em nó nha. Bắt đầu giống trần văn rồi à. Rồi xong luôn, quá trời con chim. Rồi anh em là muốn sở hữu cây hàng thổ sắm này, IBQ69 nha. Thổ sắm âm cực khủng luôn cho anh em luôn. 1213. Tuyệt phẩm. Đeo gì cũng xứng đáng. Xứng đáng công sức đeo. Rồi mời anh em xem một đoạn video ngắn giải trí, còn clip nguyên bản mình về mình thường chim ổn ok, mình sẽ lên clip nguyên bản sau. Anh em có cần bổi để rọt mồi ưng em nào thì anh em cứ alo Q69